Tôi sinh ra đời sao số phận thật ngầm hiu, sinh ra kiếp người nhận lấy những thương đau. Mà để mà cái này là quà nên... này là của cô Hường tặng cho mình, cô bác anh chị. Để cũng như là quà cô Tết. Cô không có tiền nhưng mà mình không có chịu nhận. Nhưng mà cô mua cho mình thôi, đủ thứ trong không này có là... Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mặt cô bác quý anh chị là bệnh viện 115. Hôm nay Bùi Hồ thì đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh của cô Hường, người mà hơn 10 năm sống trong bệnh viện phải chạy thận hàng ngày ở cô bác quý anh chị. Và đến đây thì mình đang đợi cô ra. Và vì dịp cận Tết này mình cũng thay mặt Mạnh Quân gửi ủng hộ cho cô tiền để mà cô có chi phí xài Tết luôn. Cô đang ra đó cô bác quý anh chị. Cô Hường đang đội một cái nón bo. Cô ơi, hôm nay ngay cái đợt dịch bệnh nên thành nữ là Bùi Hồ cũng hẹn cô ra đây. Dạ. Đi vậy? Đi mình. Sao đi có mình vậy? Dạ cô, rồi bây giờ hẹn cô uống cà phê ở đâu? Ngồi đây đi. Dạ, ngồi đây đi con. Cũng ngày sức khỏe của cô sao rồi? Rồi cũng nhờ mấy con, đúng ra thì ở đây nếu mà không gặp tụi con thì chắc có lẽ là cô cũng tiêu dên rồi. Dạ. Cũng buồn. Nếu mà không gặp tụi con thì chắc có lẽ là cũng buồn phiền lắm. Nó cũng sức khỏe nó cũng kém đi, nhưng từ khi gặp con không với nhăn đồ cũng đem lại cho cô niềm an ủi. Với một cái động viên đó mà cô cũng vượt qua. Nó đúng ra thì tiền bạc thì xài biết nhưng mà đủ. Nhưng mà đây là cái tình thương. Cô thiếu đi cái tình thương con à. Cô thiếu cái tình thương đó. Thành ra gặp mấy con thì những cái lời động viên của tụi con, niềm an ủi tụi con mà cô vượt qua tất cả. Thật mà, cô vượt qua tất cả. Nhiều lúc cô mệt lắm đó. Nhưng mà cô nghĩ lại tụi con cái cô thấy một cái niềm gì đó. Tại sao con mình nó không được như vậy mà người ta thì lại đối xử với mình như vậy. Dạ. Quá tốt với mình như vậy. Thành ra thôi trước đây cô cũng cảm ơn con. Thì không với nhân thì chắc có lẽ là thứ ba cô gặp. Thì đây là cô chúc cho con được nhiều nghị lực, được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Nhất là cái tuổi đời của con lúc nào cũng đẹp mãi mãi để đi giúp đỡ cái người. Dạ con. Dạ. Hôm nay bác sĩ thông báo sức khỏe cô sao? Thì nói ra này cái sức khỏe của cô nó vô chừng lắm. Tự nơi mình thôi. Tự nơi mình cũng như thầy nói. Dạ. Bệnh nó không chết mà chết về cái tư tưởng. Thì thành ra đôi lúc cô cũng mệt nhưng mà cô gạt ngang. Dạ. Gạt ngang. Những ngày như thế này là những ngày cận Tết. À, thì cô cũng phải sống ở trong bệnh viện luôn. Thì chắc có lẽ cũng vậy, cũng đi đi về về, nó tiến ra thì cũng phải đi. Đi chùa, đi chiền rồi này kia nọ chứ con. Cô thì nếu mà cứ... có con cái mà lo lắng thì... Buồn chứ, cô tuổi chứ. Nhưng mà nói đúng ra thì nhiều người cũng không hiểu hoàn cảnh của cô đâu. Có nhiều người hỏi chứ, ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao con bà bỏ bà? Thì nó bỏ mới có chuyện để nói. Nó không bỏ lấy chuyện đâu mà để nói. Nếu mà nó không bỏ tôi sống gì làm gì. Nhưng mà thôi đây cũng chắc có lẽ là cái lúc trước mình gieo quá bây giờ mình phải trả. Bởi vì cô mới nằm đem suy nghĩ cái bản nhạc nhân quả đó. Cuộc đời tôi thương đau, mắt thì bị mù lo. Giờ đây sống cạnh tặng quyền, mang kiếp sinh nặng. Tôi đành nhận lại cuộc đời sao cái đắng. Giờ đây lắm phu phàng. Tôi sinh ra đời sao số phận thật ngầm hiu, sinh ra kiếp người nhận lấy những thương đau. Tôi thương thay cho mình sao số phận thật không may. Những ai thương tình xin hiểu dùm cho thân tôi.
ngày ngày đi xin năng tối tìm về cuộc đời, thương buồn cho số phận bồn bèo. Nhưng nếu mai sau tuổi mà có chết, người người xin ghi nhớ và nhắn quá của con người. Con nghe con hát cái bài này 2 lần, con coi trên clip của Phong thì 3-4 lần, con nghe tới nghe lui rất là hay. Những cái lời hay mà giọng của cô lại đặc biệt nữa. Hình như cô hát được cái bài Trở Về, Trở Về Cát Bụi. Trở Về Cát Bụi đúng rồi. Nhưng mà đúng là thì thuộc chứ không ai biết, nhưng mà điều mình chưa có thuộc gì mấy. Tại vì cô ca toàn là nhạc bolero mà. Bolero với rumba chứ cô không có ra. Cái bài nào cô thuộc nhiều nhất? Nhiều lắm thì nó đúng ra thì cũng nhiều lắm, nhưng mà được cái là bây giờ thấy cô mừng cũng chán. Có cái lột bài nào gần Tết không? Tết à... mà cô ca bán buồn không con ơi, bán buồn. Cô ca bán bản nào cũng được, nó cho nó thoải mái cô. Cô ca bán buồn không? Cô bán buồn không? Buồn không à? Ừ, đang cảm buồn, tâm sự buồn, ca bán buồn. Dạ. Gần Tết này người ta cũng lo tranh thủ, ta về quê về nhà. Đúng rồi, ai cũng về nhà của mình cô. Người ta xa nhà thương á, dạ. Người ta xa nhà thương thì người ta lại mừng. Mà cô xa nhà thương thì cô lại nhớ. Đi đâu đi cũng 1-2 giờ khuya cũng phải về nhà thương đó. Làm như là chủ ngục cái cổng vậy đó. Nhiều lúc cô nghĩ vậy nó chắc cô là nằm, con biết nằm cái chỗ đó đó là tất nhiên là không có một người nào đi ngang đó. Giờ càng khuya bao nhiêu thì nó càng vắng vẻ bao nhiêu. Dáng vẻ lắm. Trước đây thì con có gặp một cái chú cũng ở Cô Đơn. Chú đó thì sống ở trên ghe. Và chú cũng có gia đình. Nhưng mà con cái của chú lại bỏ chú. Bỏ luôn. Đi theo mẹ, bỏ chú và chú sống ở trên ghe. Thì con hỏi về vấn đề Tết thì chú ấy rất là xúc động và chú khóc luôn. Chú nói là đôi khi thì chú, đá tuổi của chú là làm cha, làm ông. Thì mọi người được chúc Tết mừng thọ, chú thì phải lủi thủi đi ghe đi xong một mình. Đâu phải một mình cô, nhiều lúc cô cũng buồn mà cô nghĩ gạt ngang cô không buồn là gì vậy nè. Tại vì các thế gian này có nhiều người hơn mình nữa. Dạ. Có nhiều người hơn mình nữa. Mình như vậy cũng là cái diễm phúc rồi. Dạ. Đó, có nhiều người hơn mình nữa đó. Thành ra cô cũng bớt buồn đi một phần nào, là 1-2 nữa có tụi con. Đúng ra thì gặp tụi con cô cũng mừng lắm. Dạ. Cũng niềm ăn mũi đem đến cho cô những lời động viên này kia, nói nhất là Phong với Nhân. Cô vậy tốt lại ha. Ừ, gặp tụi con mừng lắm chứ. Cũng vui chứ, vui trong lòng chứ. Dạ. Đi xong vui. Tụi con đã đem đến cho cô cũng như là cái niềm ăn mũi và động viên rồi. Dù rằng là không phải suốt cuộc đời thiệt, nhưng mà nó cũng một ngày nào thôi, nó cho nó là nhất thời đi, nhưng đó cũng là cái niềm vui. Dạ. Đó, nó cũng là niềm vui vậy. Thôi hôm nay thì cũng gần Tết rồi. À. Con đến đây con gặp cô rất là vui. Ừ. Và con muốn cô tặng con một bài nào cũng được để cho cô vơi đi cái nỗi buồn kia. Được không con? Con hát bài bolero nào đó. Hãy cấp bộ cuộc đời đi ha. Dạ. Ha, cấp bộ cuộc đời nha. Dạ dạ. Hay nhờ, nhưng mà cấp bộ cuộc đời mình hát hoài cũng kỳ quá. À. Thôi đổi khác đi ha. Dạ. Con hát bài nào cũng được chứ á. Này bạn thân ơi, số kiếp nhanh xiển chi là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ấy san dạo ai gian khổ, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì chỉ điều đôi tay chân. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù trần gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ rồi hoa. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng tâm tính tiệt nên. Đời như thoát mơ, được mắt ta đâu ngờ, hồi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.
cuộc đời là bao, hai mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng nu buồn, chẳng nói tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi chân gian. Rồi. Thôi cô cố gắng lên nha. Rồi cố lên. Chúc cô luôn có sức khỏe dồi dào nha cô nha, và có luôn có một cái tinh thần lạc quan nhất để cô có thể vượt qua được bệnh tật. Cô nói đây cũng như là ngày hôm nay, đây cũng là cái kỷ niệm trong đời cô. Thì cô cũng xin chúc con là sắp sửa cũng bước qua năm mới rồi, được nhiều điều may mắn, vạn sự bình an và trăm vạn lần ngàn vạn lần được có một cái nghị lực về sức khỏe dồi dào để giúp đỡ cho người nhé. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô, và hôm nay đến đây thì con thay mặt một em sinh viên có tên là Lachlan Colin ở Úc gửi cho cô 1.500.000 đồng để cô ăn Tết nha. Cảm ơn con. Cũng như là cô có thể trị bệnh đồ đó nè cô. Rồi cảm ơn con. Cũng cho cô cũng là xin cảm ơn cô gì? Tên là Lachlan Colin. Nói không được rồi. Nhiều cái nói tiếng. Thôi cũng như là cảm ơn cô đó đi ha. Dạ tôi cũng xin cảm ơn cô thật nhiều đã giúp đỡ cho tôi. Thì đây tôi cũng chúc cô được dành sự bình an và nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào. Thay mặt cô Hường xin chân thành cảm ơn em sinh viên Lachlan Colin. Cảm ơn quà này là của cô Hường tặng cho mình, cô bác anh chị. Để cũng như là quà Tết. Cô không có tiền nhưng mà mình không có chịu nhận. Nhưng mà cô mua cho mình thôi, đủ thứ trong này. Không có là bao nhiêu đâu. Tương ớt nè. Ở đây là nem hả cô? Nem ngon lắm đó. Nem này nem gì cô? Nem quế. Nem quế hả? Nem đặc ừ. Thì đặt hết này nhiêu tiền? Không có nhiêu đâu, thì vừa người ta vừa bán vừa cho mà. Thì cũng có phong bụi cũng có nè. Nhân chứng cũng có nè. Dạ. Mà cô hợp tưởng cũng có nè. Nhưng mà mấy người đó thì tự vì phong lại 23 này nó mới về. Dạ. Thành ra cô ngày 21 được cho phong. Cái này cô mua khi nào? Thì mới ngày lấy ngày hôm qua đó. Dạ. Hôm qua tối thì con không có lấy, thành ra phải gửi nhà người ta đó. Rồi con cảm ơn cô nhiều.